Ngày 16 tháng 3, Chân Phước Torello. Chân Phước Torello sinh năm 1202 ở Poppi, nước Ý. Cuộc đời của Torello khi còn là một cậu trẻ làng quê thật bình dị và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sau cái chết của thân phụ, Torello bắt đầu thay đổi toàn bộ lối sống. Torello quan hệ với phường bạn bè say xỉn. Chúng suốt ngày lang thang trong thành phố thay vì làm việc lao động. Torello thích những đứa bạn mới và gắng sức thu chiếm lòng họ. Thế rồi vào một ngày kia, khi đang chơi một môn thể thao ngoài trời, một con gà trống từ chỗ đậu của nó bay xả xuống. Nó đậu trên cánh tay của Torello, rồi gáy ba hồi dài và lớn tiếng. Torello xúc động không nói lên lời. Ngài đã chuồn đi và bỏ dở cuộc chơi. Torello nghĩ rằng việc con gà trống vừa làm không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Torello bị khuyến cáo y như thánh Phêrô ngày xưa. Lối sống vô trách nhiệm của Torello sẽ dẫn Torello quay trở về với Đức Chúa Giêsu. Ngay lúc ấy, Torello quyết định thay đổi cuộc sống. Ngài đến gặp Đức Đan Vịnh Phụ San Fedele và người đã giúp Torello xưng thú tội lỗi cách sốt sắng. Rồi Torello đi đến miền rừng núi tĩnh mịch và chọn một nơi gần cây cổ thụ. Torello trải qua 8 ngày cầu nguyện liên lỉ. Vào cuối kỳ, Torello quyết định sẽ làm một ẩn sĩ. Ngài trở về Poppi và bán tất cả của cải. Torello chỉ giữ lại số tiền vừa đủ để mua một mảnh đất vuông nhỏ xung quanh cây cổ thụ mà ngài đã tìm thấy trong rừng. Cạnh cây gỗ đó, Torello dựng một cái lều, và chính tại đây, Torello đã trải qua phần đời còn lại của ngài. Torello trồng rau để ăn và múc nước từ dòng suối để uống. Torello cầu nguyện và sám hối. Đặc biệt nhất là mỗi đêm, Torello chỉ ngủ có 3 giờ đồng hồ. Trần Phước Torello cảm thấy rằng Thiên Chúa muốn ngài làm ẩn sĩ. Đây là điều làm cho Torello được bình an và thanh thản. Khi còn sống, rất ít người biết được cuộc đời ẩn tu của Torello. Chỉ có một người bạn biết được đời sống tu rừng kín ẩn của Torello mà thôi. Sau khi sống trên 50 năm như một ẩn sĩ, Chân Phước Torello qua đời năm 1282, lúc vừa tròn 80 tuổi. Chân Phước Torello dạy chúng ta chiếm thủ lấy số phận đời đời cách nghiêm túc bằng chính đời sống của ngài. Mỗi người đều phải chết và bị Thiên Chúa phán xét. Con đường chúng ta chọn lựa để sống chính là con đường chúng ta sẽ trải qua hạnh phúc đời đời. Tin mừng nè.